vẻ nóng bỏng của nữ đại gia bất động sản mới trong showbiz. Sau 20 năm hoạt động trong ngành giải trí, ngoài việc có trong tay nhiều vai diễn, để đời Han Ye Seo còn sở hữu nhan sắc trẻ trung cùng khối tài sản triệu đô la. Thời gian gần đây, trang Naver tung thông tin nữ diễn viên Han Ye Seo vừa tậu biệt thự trị giá 3,42 tỷ won khoảng 3 triệu đô la. Trước đó, cô đã sở hữu căn hộ trong tòa nhà cao cấp Galleria Forest trị giá 4,6 tỷ won, nữ diễn viên sinh năm 1981 cũng từng sắm biệt thự rộng 2680 m vuông tại Los Angeles, Mỹ. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, ngoài việc có trong tay nhiều vai diễn, để đời, Mỹ nữ Hàn Quốc để dành nhiều bất động sản, thông tin liên tục mua nhà triệu đô la của sao phim sản sinh Mỹ nữ kiến cô. Được truyền thông gọi là đại gia showbiz, Han Ye-seo vốn sinh ra tại Los Angeles, Mỹ. Năm 2004, cô quyết định từ bỏ quốc tịch Mỹ và trở về Hàn Quốc hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Cô đầu sự nghiệp năm 20 tuổi sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi người mẫu từ bộ phim sitcom Non Stop 4. Cô liên tục đóng chính trong loạt phim truyền hình cặp đôi kỳ lạ. Canh bạc nghiệt ngã, tuyết có rơi đêm Giáng sinh, sản sinh mỹ nữ, Đến năm 2007, cô khẳng định mình trong bộ phim điện ảnh Cô nàng đào mỏ, bộ phim mang về cho ngôi sao sinh năm 1981 một danh hiệu nữ diễn viên mới xuất sắc từ loạt giải thưởng như Grand Bell Award, Blue Dragon Film Award. Danh tiếng từ việc đóng phim mang lại cho Han Ye-seo nhiều hợp đồng, ngoài được mệnh danh là đại gia showbiz, cô còn là tay chơi hàng hiệu đích thực. Việc mỹ nhân Tát gia xuất hiện với những set đồ hiệu trị giá nghìn đô la là điều bình thường. Thương hiệu yêu thích của cô là Louis Vuitton, Fendi. Sau nhiều năm sống trong showbiz, Han Ieseo, vẫn giữ, được vẻ trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi, thậm chí, nhiều người còn cho, rằng cô trông xinh đẹp hơn thuở mới nổi tiếng. Trả lời phỏng vấn của Nilon, cô không dám tự nhận mình là người đáng yêu, tôi chỉ là cô gái bình thường giống mọi người. Bản thân tôi có, được ngày hôm nay là nhờ khán giả chiếu cố, Ieseo nói. Trong buổi chụp ảnh cho tạp chí thời trang Nilon số tháng 12 năm 2019, Ieseo tiết lộ, đã lập kênh cá nhân riêng, để làm điều mình thích tôi. Đã đi trên một con đường duy nhất suốt 20 năm, những ngày tháng trẻ trung không còn lại bao nhiêu, vì vậy, tôi muốn thử những gì mới mẻ. Thời gian không còn nhiều. Tôi phải thể hiện bản thân nhiều hơn khi còn trẻ trung, và xinh đẹp, Mỹ nữ Hàn Quốc nói. Giữa tháng 2, Mỹ nhân cặp đôi kỳ lạ tham dự tuần lễ thời trang Milan, cô, và một số nghệ sĩ như Song Hye Kyo, Park Min Young, EU. Đều, được cho là không có biện pháp phòng hộ trước dịch bệnh COVID-19, đang bùng phát tại Italy. Sau khi bị nghi ngờ, đại diện Han Ieseo, đã lên tiếng. Theo đó, họ xác nhận nữ diễn viên cùng các nhân viên hiện không có dấu hiệu bất thường nào liên quan đến, bệnh viêm đường hô hấp cấp. Tuy nhiên, người đẹp 39 tuổi, đã tự cách ly, và theo dõi sức khỏe. Hãy đóng góp ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận của video nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị, và các bạn, đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào, và hẹn gặp lại.